Dựng 34 người băng nhóm áo cam đập phá quán nhậu ở thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập 54 người trong băng nhóm áo cam đánh người, đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân, trong đó 34 người bị tạm giữ hình sự. Liên quan đến vụ băng nhóm áo cam đánh người, đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân, thượng tá Nguyễn Thế Lâm, phó phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệu tập 54 người có liên quan đến vụ việc. Qua sàng lọc, đến nay nhà chức trách tạm giữ 34 người về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Thượng tá Lâm cho biết công an thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực điều tra, truy xét để đưa những người này ra xử lý trước pháp luật. Do số lượng đông nên việc điều tra, truy bắt gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, anh em đang rất nỗ lực, ngày đêm làm việc, Thượng tá Lâm chia sẻ. Tối 5 tháng 6, khoảng 200 thanh niên đi xe máy đến trước quán ốc ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, chửi bới. Sau đó, một số người trong nhóm này mặc áo khoác màu cam, cầm dao tự chế, ba chĩa, xông vào quán đập phá bàn ghế và gây thương tích cho một người đàn ông 30 tuổi. Sau khi gây án, nhóm người trên lên xe rời đi theo hướng về phường Bình Trị Đông Bê. Qua điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm người đã huy động lực lượng, hẹn nhau giải quyết. Để phân biệt hai phe, một nhóm mặc áo cam, mang hung khí đến quán ốc ở quận Bình Tân. Tuy nhiên, họ không gặp được người cần tìm nên nhóm này đã đập phá quán nhậu, đánh một người 30 tuổi bị thương. Việc xác định nguồn áo từ đâu, hung khí chuẩn bị lâu hay chưa thì công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, phó phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh nói. Thượng tá Lâm cho biết quá trình nhóm người di chuyển trên đường Hồ Ngọc Lãm đến quán ốc, cảnh sát giao thông phát hiện và thông báo qua bộ đàm để các lực lượng triển khai. Tuy nhiên, đoạn đường quá gần nên cảnh sát không kịp triển khai lực lượng ngăn chặn. Về băng nhóm còn lại, Thượng tá Lâm thông tin công an phát hiện, triển khai lực lượng giải tán nên đã chặn đứng cuộc đụng độ. Cảnh sát kêu gọi gia đình vận động những người còn lại ra đầu thú để hưởng khoan hồng theo pháp luật.